À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi kích thước cho hình chiếu chụp đo. Thì để ghi kích thước cho hình chiếu chụp đo thì ta làm các bước sau. Thứ nhất là sau khi mình vẽ được hình chiếu chụp đo rồi á, để tiến hành ghi kích thước á, thì mình nên tạo hai cái kiểu chữ ha, gọi là hai cái test style đó, có cái độ nghiêng oblique angle là dương 30 và âm 30 độ ha. Và lưu ý là mình nên chọn cái wise factor là bậc 1 ha, để nhìn thấy rõ chữ hơn ha. Bây giờ việc đầu tiên là vẽ cái hình chiếu đo nè. Bây giờ tôi sẽ tiến hành vẽ hình chiếu chụp đo một cái hình chữ nhật ha. Đây, ví dụ để vẽ hình chiếu chụp đo thì các bạn để con chuột vô đây, thì vị trí này bấm phím phải vô snap setting nha, chuyển qua ha, vô snap setting và ở cái ô snap and rip nè, các bạn chọn cái thằng này ha, là isometric snap. Ok rồi đó, nó sẽ thay đổi cái dây tóc con chó mình ha, chuyển qua dạng hình chiếu chụp đo đó. Thì ta dùng cái FN F5 để chuyển đổi các mặt. Đây là mặt top nè, đây là mặt right nè, mặt bên phải nè, đây là mặt left nè ha. Đó, mình ở mà vẽ mặt right trước ha. Gọi là line nè, enter nè. Đó, đây chọn điểm đầu tiên nè. Đó, các bạn bật Ctrl L lên. Đó, tôi vẽ một cái hình chữ nhật, chiều dài là 100 ha. Zoom lên. Chiều cao là 50. Đó, dài 100, kéo ngang qua, vẽ xuống. Rồi, xong đó mình sẽ chuyển qua cái mặt left, mình bấm FN F5 nè. Đó, rồi lên line line enter nè, để nó chuyển hệ trục tọa độ qua bên mặt left nè. Cái này 50 đây. Enter nè, lên 50 nè, enter nè. Qua, click vô. Đó, lặp lại lệnh nè. Click vô đây nè. Qua 50 nè, enter. Đó, click vô đây. Đó. Như vậy là tôi đã vẽ được một cái hình chiếu chụp đo ha, dạng khối hộp chữ nhật. Đó, bây giờ mình tiến hành mình ghi kích thước cho nó ha. Thì như lý thuyết mình vừa mới nói á, để ghi kích thước thì ta tạo hai cái kiểu chữ ha, mà có độ nghiêng oblique angle này là 30 ha, và âm 30. Đây mình tạo hai cái test style ST nè ha. Nên tạo chữ á, tạo kiểu chữ ST enter. Đó, thì mặc định kết nó có hai cái kiểu này rồi, mình new nè. À, new. Đó, giờ tôi đặt như ví dụ chữ nghiêng dương 30 độ nè. À, chữ dương 30 độ đi. Đó. Ok nè. À, các bạn chơi đây nè. Phông là phông gì? Ví dụ phông Tahoma. Đây, chọn phông Tahoma. Rồi. Cái wire factor này ha, là một nè cho nó đẹp. À, và cái thằng này đây cho là 30 độ. Apply nè. New một cái nữa nè. À, tên là chữ nghiêng trừ 30 độ. À, 30 độ này tương ứng với nó là 150 độ đó ha. 150 độ. À, 150 độ. Rồi, ok nè. Đó, mình sẽ chọn cái thằng này là trừ 30 độ ha. Đó, để cái này thôi. Tohoma luôn, apply nè. Rồi. À, mình chọn cái thằng nghiêng 30 độ xài trước nha, set current đó. Ok, lẩu lại đi. Rồi, bây giờ để tiến hành ghi kích thước trong cái hình chiếu chụp đo thì thường mình ghi ha, ghi kích thước theo cái kiểu align ha, align. Rồi sau đó mình dùng cái lệnh dim edit ha, dim edit để mà mình chỉnh sửa kích thước. Đây. Ví dụ giờ tôi muốn ghi kích thước cho cái thằng bên đây ha, mặt left trước đi. Rồi mình chọn cái align nè, kích thước align nè. Đó. Ví dụ tôi ghi đây, đây kéo xuống. Ở đây mình nên nên tạo layer để mình quản lý các cái đường 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 nét của ta. LA enter. Tôi sẽ chỉ tạo hai cái layer thôi. Layer thứ nhất là layer đường thấy, hai đường cơ bản đó. Kiểu đường màu đen, kiểu đường rồi này là 0.5. Ok. Layer thứ hai là layer đường kích thước. Kích thước của ta là cho màu màu hồng đi. Rồi ok. Màu hồng nha. Rồi ok. Đường thấy và nét này là nét mạnh.
Nickman 0.09. Rồi, tôi chỉ tạo hai cái này thôi. Rồi, bây giờ các bạn coi nè, tôi mấy cái hình mấy cái đường thấy tôi quăng vô ha, layer đường thấy nè. Rồi đường kích thước nè. Tôi quăng vô layer kích thước nè. Đó, tôi sẽ bật cái layer này lên. Đó cho nó đẹp. Rồi. Thấy chưa? Rồi, các bạn lưu ý nha. Mình dùng sau khi mình dùng align mình vẽ rồi thì nó bị nghiêng như vậy. Đó, thì mình muốn quay nó, nên mình muốn quay nó thẳng đứng như vậy ha. Đây nó nghiêng như vậy, muốn quay đứng thẳng đứng như vậy. Đó thì mình phải dùng ha, phải dùng cái lệnh này. Đó, dùng cái lệnh dim edit này ha, để mình chỉnh sửa. Và nếu cái góc này á, là góc 90 độ nha. Đây, mình dùng lệnh dim ha, dim edit DME. Đó, dim edit này. Enter nè. Đó. Rồi, mình chọn cái Object chọn vô đây. Đó, mình chọn vô đối tượng. Rồi, Enter kết thúc việc chọn đối tượng. Nó hỏi nè, chọn cái góc ha, góc xoay đi. Và tùy vào cái mặt nha các bạn, tùy vào cái mặt mà mình sẽ có các cái góc xoay khác nhau. Ví dụ ứng với cái kích thước này là góc xoay 90 độ. Mình nhập 90 độ vô. Đó. Rồi, các bạn thấy không? Cái đường kích thước là ok rồi. Nó xoay thành 90 độ rồi. Nhưng mà cái chữ này thì nó chưa được. Chữ thì mình chọn nó à, mình quăng vô. Bấm đây nha, chịu chữ nè. Quăng nó vô là nghiêng. Đó mình thử nè, đây nghiêng nhiêu. Nghiêng 150 độ ha. Đó. Ok. Vậy là đạt. Thấy chưa? Rồi à, hoặc là mình muốn ghi cho kích thước ở trên này ha. Ở trên này và mình cho nó nằm ở cái mặt top ha. Đây mình cũng ghi nè, rồi lại lệnh align nè ha, ghi kích thước này ha. Đây là giả sử thôi, mình quăng nó về loại kích thước nè. Đó, các bạn thấy nó khác nha, cái này là kích thước ở dưới này nó nằm ở cái mặt left, còn kích thước này nó nằm ở mặt cái mặt top. Thì mình cũng dùng lệnh dim edit dme nè, enter, chọn vô cái object, chọn vô đây, enter kích thước việc chọn. Và cái góc này á, góc này là 30 độ ha, góc này là 30 độ, nhập 30 độ vô. Đó, sau đó mình chọn thằng này ha, mình quăng vô cái test ha, kiểu chữ á, là đó, đường này là không nè, này nghiêng 30 độ nè, thấy chưa? Đó. Tiếp theo mình ghi cho cạnh bên đây. Đó. Yeah. Quăng vô layer kích thước ha. Bây giờ tôi nhảy vô layer kích thước, tôi đứng trước đi cho nó dễ. Rồi ha, rồi là lệnh dim edit DME này, enter, chọn vô này, chọn vô này. Đó, kết thúc việc chọn đối tượng. Góc này là -30 độ. Đó, chọn vô này, chọn cái chữ là -30 độ. Đó, nghe chưa? Tương tự vậy, bây giờ tôi muốn ghi cho cạnh này, cái mặt này, hay ghi mặt này, à, mặt trước á, muốn ghi mặt trước thì các bạn phải nên đổi con chỏ vô mặt trước ha, mặt right nè, đó, align nè, đó, nghe chưa? Rồi mình cũng thực hiện lệnh dim edit dme enter vô applique, chọn đối tượng. Rồi enter kết thúc việc chọn đối tượng. Góc nè, góc này là 90 độ nè. Đó. Chọn vô đây. Thay đổi lại cái kiểu chữ. Nha. Đó, mình có thể đưa vô đây mình xem này đó, đưa nghiêng là đó. Đó này đúng. Đó, nếu mà mình không cần phải nhớ luôn. Rồi. Giả sử như mặt đứng nè. Đó, chiều cao nè, lít vô đây, lít đây kéo ra. Đó. Thì mình cũng vô dim edit enter. Đó. Rồi là chọn vô đây nè. Đó. Cái này thì mình quay enter kết thúc nè, quay 30 độ. Đó, xong chọn cái chữ này. Để vô trong cái kiểu là nghiêng đây ha, -30 độ. Đó, rất đơn giản. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn ghi kích thước
cho cái hình chiếu chụp đo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.